Độc lạ phiên xét xử. Tòa án triệu tập 2.400 người liên quan đến phiên xét xử bà Trương Mỹ Lan, trong đó có gần 200 luật sư tham gia bào chữa. Một vụ án kinh tế chấn động toàn quốc, không ai là không biết đến. Nhờ vụ án này được phanh phui, chúng ta thực sự mới hiểu được rằng các tỷ phú trong bảng xếp hạng thế giới chưa chắc đã giàu bằng bà Lan. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB và các tổ chức có liên quan từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4, gần 2 tháng, chỉ sau 4 ngày xét xử vụ án của Hàn Ni và bà Phương Hằng. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác bị đưa ra xét xử từ các tội tham mô tài sản đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, vân vân. Tòa triệu tập 2.404 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân TP.HCM làm chủ tọa. Kèm theo đó là có gần 200 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp người có quyền, nghĩa vụ liên quan và bị hại.